Thưa quý vị, từ thực trạng rác thải xả ra môi trường ngày càng nhiều, trong đó có nhiều loại rác có thể tái sử dụng được. Theo đó thì rất nhiều ý tưởng tái chế đã ra đời nhằm hạn chế lượng rác thải. Và một trong những sản phẩm nhựa có vòng đời khá ngắn đó là đồ chơi trẻ em. Những loại đồ chơi này chất liệu chủ yếu là nhựa nên sau khi hỏng sẽ tạo ra một lượng rác thải nhựa ra môi trường rất lớn. Và trước thực trạng này thì việc tái chế những loại đồ chơi này được thực hiện ngoài việc nhằm lan tỏa ý nghĩa hạn chế rác thải thì còn tạo ra niềm đam mê yêu thích cho nhiều bạn nhỏ tham gia vào chương trình này. Đây là những đồ chơi cũ, sau khi sử dụng đã bị hỏng hóc, được gom về, làm sạch và chuẩn bị có một sức sống mới. Còn đây là những thành phẩm được tạo nên từ những thứ đồ chơi tưởng chừng như bỏ đi. Một vòng đời rất khác cho những sản phẩm này. Đây là thành quả của chị Lan Hương và nhóm xưởng sửa chữa đồ chơi tạo ra. Đồ chơi của trẻ em đa số là hơn 90% là đồ nhựa. Và ngoài ra thì có một ít đồ chơi bằng gỗ, mình nhận thấy điều đấy. Và đồ chơi bằng nhựa thì rất là nhanh hỏng, và đặc biệt là càng ngày các bạn nhỏ càng sáng tạo. Đôi khi là nhiều bố mẹ mang đồ chơi đến nói rằng là ô, đồ chơi này em mới mua được 2 ngày thôi đấy, nhưng mà về đã vặt hết cả chân, vứt hết cả lung tung hết cả đi rồi. Đó, ví dụ như vậy. Thế thì nếu như mà chúng ta mà không có cái cách để chúng ta ứng xử với cái loại rác thải này thì đương nhiên là nó sẽ đưa ra rất là nhiều. Ví dụ như là đưa ra bãi rác, đưa ra môi trường, ảnh hưởng khá lớn đến môi trường. Hoạt động này được khá nhiều người hưởng ứng và tham gia với mục đích tái chế những loại đồ chơi cũ, sửa chữa hoặc làm thành những sản phẩm mới theo từng ý tưởng. Hoạt động của dự án này tạo nên ý nghĩa vô cùng to lớn về việc sống xanh. Ngoài ra, việc tái chế đồ chơi này còn gieo niềm đam mê tò mò và khám phá thế giới xung quanh cho các bạn nhỏ thêm yêu cuộc sống, thêm yêu môi trường. Mình thấy là cái nhu cầu với sống xanh, với giảm thiểu rác ra môi trường ấy thì hiện nay nó cũng rất là cần thiết. Thì theo mình là để làm tốt được cái vấn đề đấy thì ngoài cái lĩnh vực là nâng cao ý thức thì chúng ta cũng cần đâu đó cũng cần phải thực hành và lan tỏa, nhất là đến đối với đối tượng là các bạn nhỏ. Thì người lớn như người lớn chúng ta thì cũng cần phải làm gương để cho các bạn trẻ để có thể noi theo. Cái hoạt động này cũng có thể là dạy cho trẻ em của chúng ta rất là nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Đó, ví dụ các con có thể tiết kiệm, biết tiết kiệm này. Các con yêu quý hơn những cái đồ dùng của mình này. Rồi các con có thể trải qua quá trình là các con tái chế, các con có những cái sự sáng tạo. Cái sự sáng tạo đấy đôi khi rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hoạt động của dự án này hoàn toàn phi lợi nhuận, dành cho tất cả mọi người. Những đồ chơi này sau khi hoàn thiện sẽ được gửi tặng các bạn nhỏ ở những vùng khó khăn, miền núi thông qua các chuyến đi của các thành viên trong nhóm cùng các bạn nhỏ tham gia dự án để nâng cao ý nghĩa của các hoạt động.